Rồi, chào cả nhà. Hôm nay 8 tháng 3 tổ chức nấu cái lẩu Thái ăn cả nhà ơi. Siêu to khổng lồ. Lẩu Thái siêu to khổng lồ cả nhà. Rồi cái này. Nay có đầu bếp từ Long An lên nấu được cả nhà. Khó khăn lắm mới nhờ được lên cả nhà. Ghê chưa? Đó, công đoạn đã sẵn sàng, bây giờ lên mâm rồi đó, ghê chưa? Đó, trời ơi ngon. Quá trời siêu to khổng lồ. Sớm giờ lo nói chuyện không, ổng làm xong luôn đẹp luôn rồi nè. Quá trời ngon luôn, ôi ôi. Đó. Đó. 8 tháng 3 cả nhà ơi. Lẩu Thái siêu to khổng lồ. Ôi ôi, hết sảy bà bảy chưa? Quá trời ngon luôn. Hết hồn rồi lẩu. Hết hồn cái mâm lẩu chưa? Xéo tay cho cả nhà. Đầu bếp chính hiệu đó cả nhà ơi, ghê chưa? Đó. Ai có nhu cầu nấu đám thì sẽ cứ alo. Ai có nhu cầu nấu đám thì alo nghe cả nhà. Trong tủ á, từ tủ đá ngồi xuống, từ ngồi xuống dỡ tủ đá ra trong cái hộp, bây giờ mới đông đá trong đó đó. Không không, bên bên tay phải á, ngoài cánh cửa đó, một hộp luôn đó, cào 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 nó đó, đó lắc xà xà nó đó. Phải không? Tư coi ở trong mà còn, Tư ở trong nữa, Tư ở trong như có một hộp đỏ đó, Tư đúng không? Không. Cái hộp gì? Không, không có đâu. Có thôi. Đơn giản. Ok, lên mâm. Đó, nhìn là đất lậu luôn là xong. Đấy, trời ơi, quá trời siêu to khổng lồ một cái mâm hải sản. Hải sản lẩu Thái cả nhà ơi. Có vậy chứ nè, mực nè, ghê chưa, nấm nè, cá, đậu hũ, cá, nghêu, tôm, bắp, chả viên, cà chua, cù nèo, nấm, tôm, rau muống, rau muống, rau nhút đâu, bắp chuối nữa nè, một con cá, rau nhút, ôi ôi quá trời ngon. Thank you.
thứ ba mình Tết. Sao đâu? Nói gì vậy? Nó nhừ. Chào cả nhà, ăn 8 tháng 3 cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng ăn lẩu Thái, lẩu khổng lồ cả nhà. Một cái nồi lẩu khổng lồ. Quá đã, siêu to khổng lồ. Nồi lẩu này chắc 8 tháng 3 nha. Rồi. Quá trời thả luôn. Tôm nè. Quá trời tôm rau. Ôi ôi. Tôm. Cái rau chưa. Chỉ có về miền Tây mới biết ăn. Đúng rồi. Ăn lẩu ăn rau này nó mới ngon. Ăn ngon quá ngon. Sáng mai quay cục vàng tháo trên trời. Ngon nó lắc lắc nó bánh kìa. Vô vô vô. Đúng rồi đó. Quá trời ngon luôn. Trời ơi. Đi coi đi với cái rau. Ồ ồ ồ. Dứt dứt dứt. Ăn con này trước cái coi. Ở cái nhà. Ngon. Ủa đi ta tháng 3 mà ta. Tháng 3 lắng hay lắng hết vợ ăn chứ. Sao chồng ăn. Đó, nói nè. Cha cho con miếng gì, con miếng đâu cha. Con miếng trái, ủa không mua thêm trái cây gì cho con chứ ta. Có, vô mua gì không. Ê, bò miếng mắt cho nó nguội nguội tí cho con đó. Ủa nó ngót hết trơn cà phê rồi hả? Mới pha thôi. Cà phê nhóc đó. Vô. Vô. Trời ơi cái này lộ hết rồi. Cái con bún nguyên mắt miếng bún cho nè. Ok có giúp luôn. Ôi ngồi ngon. Cái mặt chắc ăn vô quá chứ nó là ăn chén nè. Ủa đây cho nó ăn chén nè. Tao đang dặn con mà tư. Quá trời ngon luôn. Thứ nào chịu nổi à? Con tô hay ăn chén con? Ăn tô đi. Tô hả? Ờ rồi, ăn tô. Ta lấy tô đi con. Con nhỏ tùy con lựa chọn nha. Tùy ý cái chủ nha. Thích tô nào, rút tô đó. Có hàu. Có luôn. Cái hạt đồ quá, tao cắn con bèn không à. Con nèo như mình nhúng kỹ nó mất ngon đúng không Tư? Ừ. Đậu chua. Hả? Cái tô luôn hả? Tô. Hàng cây phần cho xong. Đau một lần rồi thôi. Tại sáng con mè yếu quá. Hai cái chanh của chuột. Dốc. Này cây xuống nó mới ra đi. Mà cây nữa cô Tư bỏ bỏ. Cây nữa có người bỏ cột sao? Ừ. Không được, không được. Quá trời luôn. Ôi đồ đã. Ngon, ngon. Này chơi lớn nghe. Này chơi lớn cho cả nhà, 8 tháng 3 chơi lớn luôn nha. Tư, ôi, gì con? Tư, Tư đó hả? Ăn thêm miếng ớt không? Ôi, chưa chưa, kêu Tư nghe đã chưa? Không rồi, có mày ăn con. Ơi. Cầm miếng ớt đã. Qua, tiếp. Ôi, còn tâm Tư bên kia nữa kìa. Ôi, quá dở. Ôi. Tiệm kêu đâu được phần như thế này không? Ôi, nó bay vô mặt bòi. Mày dắt cái luôn đi để anh em họ nó dạ. Anh dắt hết đi anh đó. Sao? Anh dắt sao rách thành nguyên con lại á. Mày đừng đặt cắt. Khó à, khó à. Cái đậu làm đâu? Ăn đố ăn đậu không nội. Chưa dắt em bỏ mấy cái 2 khúc rồi. Còn đậu không kia kể gì được anh. Đó, trời đất ơi. Cái đậu tối rồi. Anh chiều anh giữ con cho chị em đi xem phim. Xem phim đúng không? Tháng này xem phim đúng không? Vô cinema xem. Cinema. Mà có phim sợ mà có phim nghe. Cái mặt với ai? Vô đó nó có còi đâu nó nằm ngủ không mà Tư? Mắc cười không? Đi coi phim ma vô nó nằm ngủ. Nó mở mắt ra sợ thấy Nga.
Cái lòng giận tao giận nha. Nói vậy cho mình vô quán người ta ít nhất mình phải kêu được ly nước. Có bo nè, tính chửi sao. Để cho lộn con cơm cho con nghe con trai. Để lộn cái này. Nó có mì vỏ, mì vỏ mì vỏ rồi nó. Chữ lắm. Đúng rồi. Hay là tôm. Nói với bà nội nè chứ. Thằng trên đây cũng vậy vậy, nó nổi cha mẹ nè chứ nổi với con mấy ngày nay, hai ngày nay khóc la gì. Không thể mà hôm nay vợ cháu ra đụng nhau cái tóc rồi ăn bia đó. Quất hết cá đi. Cái đầu kia chịu rồi, chịu thử. Anh thử từ. Mới hết con tết, giờ hết nữa rồi. Đúng. Tắt còn lưỡi nó, đậu quân gọi á. Anh rửa bốt điện mà, mỗi bọn làm bốt bà điện á, nó không nói chuyện nha. Anh làm bốt ơi. Đầy hẳn luôn. Tôi gặp con mấy wasabi thôi. Wasabi này. Ngon quá. Được chưa? Rồi, 8 tháng 3 mà cái nhà ăn lẩu rồi nha. Đó, lẩu Thái nha, đó, nghêu nè, quá trời, ghê chưa. Đó. Đạm bạc sống ở ngày thôi. Chơi cái lẩu khủng lầu rồi, 8 tháng 3 cái nhà ơi. 8 tháng 3 năm có ngày mà quá. Mà nay chưa tới. Bữa nay chị em bùng dậy đi. Vậy bữa nay bị quánh à. Nay mới ra có 6 tháng 3. Còn 2 ngày nữa mới dám bụng. Tao bụng trước tới ngày đó tao nằm xuống rồi vừa anh ơi. Nãy cái này lẩu hết hồn bây giờ nó lĩnh vực rồi. Bây giờ đi mò cái mực anh. Tấn chăm nước rồi đó, mà con nhớ. Thôi vậy được rồi, vậy được rồi chăm cái nữa. Cái đó nãy á chăm á. Vậy được rồi. Nè, cho miếng nè. Cái sản. Đây, cho ăn rau cho nó thơm miệng chơi. Trời ơi, ăn rau bây giờ. Ăn rau chút này chứ thơm mà. Thiệt mà thơm. Hôm ngồi thơm, sướng lắm á. Có đợt nào bà nội. Ơi, rớt cái dây anh. Cắn nhau sướng. Nghĩ hả? Nghĩ xíu hả? Đồ bếp này như sáng không? Sáng bớt, không? Ờ, đúng rồi, bớt cuộc sớm vậy. Nghe không có ăn được đâu nha. Sống á. Ăn gì con chén bún mà no. Em ăn rau mấy tập rồi tư. Ăn rau. Mua cá bớp á. Cá bớp. Rồi cá bớp. Mua anh đặt cá lăng cũng ngon anh. Cá lăng là cũng ngon bằng cá bớp. Dạ. Cá bớp nó không bằng mình. Mình chơi lẩu cá làm cổng đi. Bớp chim hồi đuối đi ha. Bớp hồi đuối. Tại sao anh mua cái gì vậy? Bớp chim hồi đuối là lẩu cá làm cổng. Thì bớp chim hồi đuối sớm đi xong cái bớp chim hồi đuối. Ai đúng công nhận á. Ngon á. Lẩu đó là đúng bài luôn á. Đó chỉ có cái Việt Nam mình mới có đó. Đúng bài luôn á. Thôi Trang Chi nếu bông xuống làm hình công chúa á. Làm thêm. Rồi chào cả nhà. Nhưng mà bớp. Tám tháng ba chúc cả nhà luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hẹn cả nhà mình những video hay tiếp theo cả nhà. Xin chào. Hẹn gặp lại. Bắt tôm.